Xin chào các bạn và các em. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu bài số 1 với chủ đề Family Life trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới Global Success thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thân mến, để các bạn và các em có thêm các bài giảng tham khảo, chúng ta hãy tìm chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi, trên kênh sẽ có nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Và bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Lesson 4 Speaking. Why shouldn't children do housework? Trong bài học này, chúng ta thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ số 1, fill in the table. Nhiệm vụ số 2, listen and complete the conversation. Nhiệm vụ số 3, have a conversation similar to the one in task 2. Chúng ta cùng vào nhiệm vụ số 1. Below are some reasons why children should or shouldn't do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can. Dưới đây là các lý do tại sao trẻ em nên không nên làm việc nhà. Hãy đặt chúng vào đúng cột. Có thể thêm vào nếu bạn có thể. 1. Doing housework help them develop life skills. Làm công việc nhà sẽ giúp cho chúng phát triển kỹ năng sống. 2. Doing housework teach them to take responsibility. Làm công việc nhà sẽ dạy chúng cách chịu trách nhiệm. 3. Kids should be given plenty of playing time when they are young. Trẻ em nên có nhiều thời gian để chơi khi còn bé. 4. They may break or damage things when doing housework. Chúng có thể làm hỏng, làm vỡ đồ vật khi chúng làm công việc nhà. 5. Doing housework helps strengthen family bonds. Làm công việc nhà sẽ giúp cho mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình. 6. They need more time to study and do homework. Chúng cần có nhiều thời gian để học và làm bài tập. Ở đây chúng ta sẽ xem should nên làm gì và shouldn't là không nên làm gì. Ở đây có một gợi ý rồi. Doing housework helps them develop life skills. Có nghĩa là children should do housework. Thì nó có cái lợi ích đó là doing housework help them develop life skills. Vậy thì số 2 sẽ là gì ạ? Doing housework teach them to take responsibility. Right. Should do. Và should do để làm gì đó? Doing housework help strengthen family bonds. Liên kết, có mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình. Vậy thì ba nội dung còn lại sẽ nằm trong phần shouldn't, có nghĩa là trẻ em không nên làm. Đó là should be given plenty of time playing when they are young. Và they may break or damage things when doing housework. And they need more time study and do homework. Thế ở đây chúng ta đã thấy là chúng ta đã chọn được các câu để điền đúng vào cột. Đấy. Mỗi một cột should thì nên. Tại sao trẻ em nên làm thì đã có ba cái lý do, và không nên làm thì cũng có ba lý do đây rồi. Chúng ta sang nhiệm vụ số 2. Work in pairs. Complete the conversation between An, Nam and Minh using some ideas from one. Then listen to the conversation and check the answers. Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa An, Mai và Minh. Sử dụng các ý kiến ở bài tập số 1, sau đó nghe lại bài hội thoại một lần nữa và kiểm tra câu trả lời của bạn. Chúng ta cùng nghiên cứu cái phần bài gợi ý đã. Anna, Nam, why do you think children should do housework? Because it's true, life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up. Yes, we should all have these basic life skills to be adults. Now Ming, why do you think children shouldn't do housework? I think kids are kids. I don't agree with you. I'm afraid too much playing time isn't good for children. Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project. Anna nói này, Nam, tại sao bạn nghĩ rằng là trẻ em thì nên làm các công việc nhà cửa? Nam nêu lý do bởi vì. Anna khẳng định, đúng rồi.
kỹ năng sống như là nấu ăn, dọn dẹp hay là chăm sóc những người khác thực sự là cần thiết cho trẻ em khi mà chúng lớn dần lên. Nam nói này, đúng, chúng ta nên có những kỹ năng cơ bản hay có những kỹ năng sống cơ bản khi trở thành người lớn. Anna nói, thế bây giờ đến Minh nào, tại sao bạn nghĩ là trẻ em không nên làm công việc nhà? Theo tớ nghĩ thì trẻ con vẫn là trẻ con. Nam lại nói là, tớ không đồng ý như thế. Tớ sợ rằng có quá nhiều thời gian chơi sẽ không có tốt cho bọn trẻ con đâu. Anna nói, đúng, cảm ơn cả ý kiến của hai bạn khi đã chia sẻ quan điểm của mình. Chúng rất có lợi cho cái dự án của tớ. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử suy nghĩ xem ở số 1 thì bạn Nam sẽ sử dụng bên should hay shouldn't ạ? Theo cô thì nó sẽ là bên là should. Thế còn với Minh thì chắc chắn là cô nghĩ là bên shouldn't. Bây giờ chúng ta nghe đoạn hội thoại giữa các bạn đã nhé. Track 5, Unit 1, Family Life. Page 12, Speaking. Activity 2, Work in Pairs. Complete the conversation between Anna, Num, and Min, using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answers. Why do you think children should do housework? Because doing housework helps them develop life skills. It's true. Life skills such as cooking, cleaning, or taking care of others are really necessary for kids when they grow up. Yes, we should all have these basic life skills to be adults. Now, Min, why do you think children shouldn't do housework? I think kids are kids. They should be given plenty of playtime when they are young. I don't agree with you. I'm afraid too much playtime isn't good for children. Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project. À, chúng ta có thể nghe nghe lại một lần nữa để chúng ta xem nào. Chỗ đấy chúng ta điền đã đúng chưa? Track 5. Unit 1. Family life. Page 12. Speaking. Activity 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Num, and Min using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answers. Num, why do you think children should do housework? Because doing housework helps them develop life skills. It's true. Life skills such as cooking, cleaning, or taking care of others are really necessary for kids when they grow up. Yes, we should all have these basic life skills to be adults. Now, Min, why do you think children shouldn't do housework? I think kids are kids. They should be given plenty of playtime when they are young. I don't agree with you. I'm afraid too much playtime isn't good for children. Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project. Và chúng ta thấy là đúng là chúng ta nên chọn ở cột là với Nam thì chọn phần should do, đúng không ạ? Với Minh thì chọn bên cột gì ạ? Shouldn't do. Và chúng ta có thể lựa chọn được khi mà chúng ta nhìn thấy có các từ keywords trong phần câu trả lời hoặc là những câu các bạn trao đổi lại, đúng không? Bây giờ chúng ta sang nhiệm vụ số 3. Work in groups. Have a similar conversation exchanging opinions about whether children should or shouldn't do housework. You can use the ideas from one than the reading text. Hãy làm việc theo nhóm, tạo ra các bài hội thoại để trao đổi cái quan điểm hay là ý kiến của mình về trẻ em nên hoặc không nên làm các công việc nhà. Bạn có thể sử dụng các quan điểm ý kiến hay là cái phần chúng ta vừa mới làm ở bài tập số 1 và sau đó điền vào trong phần bài đọc. Chúng ta có thể thay đổi. Ví dụ như là cái phần chữ màu đỏ này, chúng ta có thể thay đổi. Đấy. Chúng ta có thể thay đổi chữ màu đỏ này. Đây ạ. Doing housework teaches them to take responsibility. Đấy. Being responsible for things we do is really necessary when grow up. Đấy. Hoặc là
Kids are careless. They may break or damage things when they're doing housework. Some kids are even more carefully than adults and they can do things skillful. À, khi mà chúng ta đưa ra lý do bởi vì tại sao thì chúng ta sẽ nhấn mạnh hoặc nhắc lại bằng các cái ý tưởng hoặc là cái quan điểm của mình đưa ra để đồng tình hoặc không đồng tình với việc đó. Được chưa nào? Thì ở đây sẽ là ở phần với nam thì bạn có thể thay ở cái cột là should do, và ở với mình thì bạn có thể thay vào bằng cái cột là shouldn't do. Và ở đây chúng ta thấy là có ba cái ý kiến nói là should do và ba ý kiến nói về shouldn't do. Cô cùng với chúng ta vừa mới thực hiện xong phần bài speaking. Tuy nhiên, để thực hiện bài speaking này, các em phải thực hiện, hay là nói khác là các em thực hành làm việc theo nhóm, làm việc theo cặp, nói thật nhiều, đọc đi đọc lại đến khi nào mà cảm thấy trôi chảy thì thôi, và trình bày được quan điểm của mình. Xin chúc các em có